Tôi còn một băn khoăn nữa, mong được hai bác sĩ giải đáp. Hiện nay thì vợ tôi đang có bầu và em bé thứ ba, đó là em bé thứ ba và được 10 tuần rồi. Vợ tôi cũng rất muốn dùng các sản phẩm xúc họng, xịt mũi, nhưng sợ không có, không biết có nên dùng hay không nữa. Thì mà dùng á, thì liều lượng như thế nào là hợp lý, và dịch bệnh nên tôi cũng không thể đến cái bệnh viện để hỏi bác sĩ được. Ngoài ra thì bé lớn nhà tôi thì cũng 8 tuổi, không biết là có thể dùng xúc họng sát khuẩn được không ạ? Mong bác sĩ giải đáp. Câu hỏi này thì Trúc Huỳnh xin được mời bác sĩ Trương Mỹ Thục Uyên giải đáp giúp cho khán giả Tiến Luân ạ. Xin cảm ơn biên tập viên Trúc Huỳnh. Đối với lại các dung dịch sát khuẩn á, thì chưa có thấy nó có cái bằng chứng về nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi. Là cái một cái dung dịch sát khuẩn thì nó ít hấp thu vào cơ thể và đường tiêu hóa, nên nó cũng không có ảnh hưởng đến người mẹ nhiều, nên khả năng mà nó ảnh hưởng tới con nít thì vẫn là rất là thấp, và như là không có. Nên các bà bầu hoặc là các bà mẹ mang thai thì cũng có thể khả năng vẫn sử dụng được cái dung dịch sát khuẩn súc họng. Riêng với dung dịch xịt mũi thì một số các bà mẹ mang thai thì cũng vẫn có khả năng sử dụng được các dung dịch xịt mũi như bình thường ạ. Còn riêng đối với lại trẻ nhỏ, chúng ta đều biết là trẻ nhỏ thì cũng không phải, thường nói rằng là con nít thì không phải là cái người lớn thu nhỏ, nghĩa là không phải là tất cả các dạng dung dịch gì mà con người lớn sử dụng thì con nít có thể sử dụng được. Do vậy, cái việc mà sử dụng dung dịch sát khuẩn ở súc họng ở con nít thì thường thì theo các nhà nghiên cứu thì vẫn khuyến cáo là thường con nít trên 12 tuổi. Đối với là con nít mà trẻ em dưới 12 tuổi thì chúng ta có thể sử dụng những cái dung dịch ít ảnh hưởng ở con nít, giống như là những cái dung dịch nước muối sinh lý. Thật ra thì trong cái hình hình hiện tại thì chúng ta có thể hướng dẫn cho các bé súc họng bằng các dung dịch nước muối sinh lý. Khi mà bé đã quen với cái việc súc họng, cò họng thì sau này khi chúng ta có thể chuyển sang những cái dung dịch sát khuẩn thì nó cũng có thể thuận lợi hơn. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.